Changan quy Q05 2024 vừa trình làng tại Trung Quốc với thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ tiên tiến cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể. Tại Trung Quốc, Changan quy Q05 2024 có tất cả 5 phiên bản. Giá niêm yết của mẫu SUV Plug-in Hybrid PHEV này cụ thể như sau. Phiên bản 60 li giá 422 triệu. Phiên bản 60 Pro giá 448 triệu. Phiên bản 125E giá 461 triệu. Phiên bản 125 Pro giá 487 triệu. Phiên bản 125 Max giá 519 triệu. Kích thước của trang ngăn Kia Q05 lần lượt là dài 4 4539 mm, rộng 1865 mm, cao 1680 mm lớn hơn đôi chút so với Toyota Corolla Cross, chiều dài cơ sở 2 2656 mm. SUV này có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng ánh trăng, xám bóng, đỏ, đen kim cương, xám nguyên tử và xanh sao. Về ngoại hình, phần đầu của trang ngăn kỳ Oan Quy 05 loại bỏ lưới tản nhiệt, giúp thiết kế tổng thể phần đầu trở nên đơn giản hơn. Vị trí lưới tản nhiệt chỉ giữ lại logo thương hiệu kỳ Oan. Cụm đèn pha thanh mảnh và sắc nét, đèn sương mù hai bên bố trí theo chiều dọc. Cửa gió phía dưới hình thang. Bên hông xe, ốp gương chiếu hậu và vòm hốc bánh xe đều sơn màu đen. Bộ la răng hợp kim đường kính 18 hoặc 19 in. Ở đuôi xe, đèn phanh tích hợp nơi cánh gió. Thiết kế đèn hậu tương tự đen pha logo Kia nằm chính giữa. Cốp sau có thể chỉnh điện. Bên trong cabin, bảng điều khiển được xếp lớp, nổi bật với vô lăng 3 chấu đáy phẳng, cụm đồng hồ LCD 10.25 in và màn hình giải trí cảm ứng 12.3 in. Xe được trang bị sạc không dây cho điện thoại thông minh. Những trang bị khác bao gồm 3 cổng USB, đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói cập nhật qua OTA và điều khiển từ xa trên điện thoại di động như bật điều hòa hoặc sưởi ghế. Nội thất với bố trí 5 chỗ ngồi, cả 5 phiên bản đều có cửa sổ trời toàn cảnh. Hệ truyền động plug-in hybrid của Chang'an, Kiwan Q05 bao gồm động cơ 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1. 5 lít và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Phiên bản 60 Lite và 60 pro có công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 330 Nm thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km h trong 8 giây. Bộ pin lithium 9 kW cho phạm vi di chuyển thuần điện 60 km, phạm vi hoạt động toàn diện 1.150 km. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2 lít cho 100 km. Trong khi đó, phiên bản 125E, 125 Pro, 125 Max có công suất 215 mã lực và 330 Nm mô men xoắn. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km h trong 7.3 giây bộ pin lithium 19 kW cho phạm vi di chuyển thuần điện 125 km, phạm vi hoạt động toàn diện 1.215 km. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1 lít 3 cho 100 km. Trà ngàn kỳ oan -Q 05 hỗ trợ cả sạc nhanh và chậm. Khi sử dụng sạc nhanh, SUV này chỉ mất 30 phút để bổ sung pin từ 30 lên 80%. C